Chào tất cả các em học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Hôm nay mình sẽ gọi là cái gì quên rồi, gọi là ở nước tiếng Anh người ta gọi là career orientation á. Nhưng mà tiếng Việt người ta hay dùng cái từ gọi là gì? Gọi là hướng nghiệp. Hướng nghiệp. Hay nói cách khác là định hướng nghề nghiệp cho các em, và hôm nay mình xin định hướng nghề nghiệp cho các em. Và cái ngành mà mình muốn nói ở ngày hôm nay á, là ngành công nghệ thông tin. Sở dĩ vì sao mình nói cái ngành này là bởi vì là mình là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Và trong cái xã hội 4.0 ngày nay á, thì cái ngành công nghệ thông tin nó đang rất là hot luôn. Và phải nói là cái ngành này là hơn hẳn tất cả các ngành nghề khác trong xã hội luôn. Nói thẳng là như vậy. Bởi vì là trong cái thời buổi 4.0 này là tất cả mọi thứ mình dùng là đều liên quan đến phần mềm, rồi những cái thiết bị, những cái hệ thống điện tử, thí dụ như là điện thoại, rồi máy tính, vân vân. Và công nghệ thông tin giúp ta giải quyết được các cái bài toán vừa nêu ở phía trên. Và nó coi như là một cái ngành mũi nhọn trong xã hội, và nó thúc đẩy xã hội đi lên. Có một câu nói vui là thời buổi này thì công nghệ thông tin là thiết yếu, và ai cũng phải có một cái thiết bị nào đó trong tay. Thí dụ như là bây giờ ai cũng có cái điện thoại trong tay hết rồi, chứ không có như ngày xưa nữa. Cách đây cỡ 25, 26 năm, tầm năm 96, 97 thì chỉ có những người nào mà thực sự giàu họ mới có. Nhưng mà bây giờ thì người người dùng điện thoại và nhà nhà dùng điện thoại, đi đến đâu là thiết bị điện tử để xuất hiện đến đấy. Bởi vậy là cái ngành công nghệ thông tin là cái ngành mũi nhọn, và phải nói là cái ngành là phải dùng cái từ gì cho nó phù hợp nhỉ? Cha đẻ, hay nói cách khác là cái ngành cao cấp nhất trong tất cả các ngành. Và phải nói thẳng luôn là lương của cái ngành công nghệ thông tin rất là cao, cao hơn hẳn so với lại những cái ngành khác. Đấy. Vậy thì nhiều bạn nghĩ rằng là làm công nghệ thông tin là sau này đi sửa máy tính, hoặc là đi bảo trì máy tính, hoặc là làm những cái gì nó liên đới đến máy tính. Nghĩ như vậy thì nó hẹp rồi. Và ngành công nghệ thông tin nó rất là nhiều thứ lắm, chứ không phải là nó một thứ đâu. Và cái ngành công nghệ phần mềm là cái ngành phải nói là cái ngành tốn nhiều chất xám nhất, và cái lương nó cao hơn so với lại các ngành khác. Bởi vì sao? Bởi vì nó follow thêm một cái quy trình, nên một cái trình tự nào đó nó rất là cụ thể, và cái quy trình này được nhiều người trong giới công nghệ thông tin biết đến, đó là SDLC. SDLC có nghĩa là gì ạ? Là software. S này là software, đi là development, L là life, LC mình gộp luôn đó, là life, life cycle, nghe là SDLC, nghe là software development life cycle, có nghĩa là quy trình phát triển phần mềm. Vậy thì quy trình phát triển phần mềm gồm những bước sau đây. R là requirement, mình ghi xong rồi sau đó mình giải thích luôn. Bước tiếp theo là analysis. Bước tiếp theo nữa là design. Design xong rồi đến code. Code xong rồi đến test. Test xong rồi đến implement. Implement xong đến gì ạ? Maintain. Okay. Đó, theo những cái bước như vậy. Vậy thì nhìn vào những cái bước này, các bạn có thể hình dung được là ngành công nghệ thông tin là phải học cái gì rồi, đúng không? Thứ nhất là requirement, ở đây là những cái yêu cầu, những cái thứ mà khách hàng người ta họ đưa ra cho mình. Ví dụ như là sản phẩm phải chạy nhanh, hoặc là sản phẩm phải như thế nào ra làm sao. Cái này thì mình mổ xẻ sâu ra là cái những cái yêu cầu khách hàng, ví dụ như là sản phẩm nó phải phù hợp,
phù hợp đối với lại dân văn phòng của bọn tôi, là thiết kế phải thật sự đơn giản hết mức có thể chứ đừng có rối rắm quá. Đấy, đó là những cái tập hợp, những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi, những cái mong muốn của khách hàng, là những cái thứ requirement đây. Còn analysis là từ những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi khách hàng, mình phân tích để mình phân tích để mình xem thử họ thực sự đang muốn cái gì, và mình phải làm sao đó để mình làm hài lòng biết bao nhiêu là khán giả, sorry, mình biết hài lòng biết bao nhiêu là khách hàng. Đấy, rồi từ những cái thứ mình phân tích rồi mình design ra cái ý tưởng, mình design ra cái giao diện, mình design ra cái thuật toán, rồi sau đó mình bắt tay mình code, mình lập trình, mình thiết kế cái giao diện phần mềm, thiết kế hoặc nó có khác là mình tự mình build cái dạng giống như là QML hoặc là HTML đó, mình code, mình lập trình, rồi sau đó là mình test cái sản phẩm của mình, làm test, mình kiểm tra coi thử nó có phù hợp với những cái yêu cầu khách hàng hay không, rồi nó chạy có ổn hay không, rồi nó có hay gặp lỗi hay không, rồi sau đó mình đem cái sản phẩm ra cho khách hàng người ta dùng. Và sau đó rồi mình bảo trì, ví dụ như sản phẩm mà trong quá trình người ta dùng là mình fix những cái bug, nếu như người khách hàng họ tìm những cái bug rồi thì mình phải lo mình fix những cái bug, chẳng hạn như Windows ở Microsoft thì nó không có ổn định đâu, thường xuyên xảy ra lỗi và người dùng hay nói khác là khách hàng họ sẽ gửi những cái lỗi về, và nhiệm vụ của mình là phải lo tập trung sửa những cái lỗi đó. Đấy là trình tự của các cái bước trong cái quy trình phát triển một cái sản phẩm phần mềm, hay nói cách khác là sản xuất một cái sản phẩm mà nó có liên đới về IT. Vậy thì dựa vào cái sơ đồ này thì ngành công nghệ thông tin sẽ học những gì? Đối với lại requirement thì sẽ có cái món phân tích yêu cầu khách hàng, hay nói cách khác là requirements engineering, phân tích yêu cầu khách hàng. Đấy, còn analysis là sẽ có cái món phân tích thiết kế hệ thống, hay nói cách khác là phân tích thiết kế hướng đối tượng nếu như bạn dùng OOP. Đấy, design thì sẽ có cái món kiến trúc phần mềm, architecture and design, và design cái giao diện, design cái prototype đấy. Còn code, code ở đây sẽ có những cái món như là Java hoặc là C cộng cộng hoặc là C# đấy. Tuy nhiên cái code này á buộc bạn phải cái nền tảng về toán á, bạn phải có ha, cái nền tảng toán bạn phải có bạn mới code được. Bởi thường thường là khi bạn học lập trình cơ bản thì những kiến thức toán của cỡ lớp cấp 1 hoặc là toán lớp 6 là bạn phải dùng rồi, thí dụ như là tìm ước số chung, tìm bộ số chung, vân vân và vân vân, hoặc là mảng, thực chất mảng nó chỉ là một cái dãy số, mảng là một cái dãy số thôi chứ nó không có gì to tát hết trơn đó. Đấy, do đó là muốn học được cái ngành công nghệ thông tin thì cái điều kiện tiên quyết là môn toán của bạn phải giỏi. Do đó là khi mà tuyển sinh cái ngành công nghệ thông tin thì cái đầu vào bắt buộc bạn phải có cái môn toán đó. Cái khối ngành nào nó có môn toán ở trong đấy thì bạn mới vào được cái ngành công nghệ thông tin. Đây, cái này ở mức cơ bản thôi nhé. Về cái môn toán này mình cái mức nâng cao đây đó là CSBA, cấu trúc dữ liệu và giải thuật đấy. CSBA là Computer Science for Processing Engineer, có nghĩa là cái món mà bạn học bạn thiết kế thuật toán, và cấu trúc dữ liệu giải thuật là mình ở trong công nghệ thông tin thì có rất là nhiều cái cấu trúc dữ liệu khác nhau, ví dụ như là mảng như ban nãy mình mới nói, hoặc là cây, hoặc là bảng băm, hoặc là danh sách liên kết. Mục đích chính của việc học hai cái món này á là để mình viết cái phần mềm cho nó nhanh, tìm một cái cách để mình tối ưu hóa phần mềm.
phần mềm mà chạy mà phần mềm mà chạy cà ri là xin thưa bạn, khó bán ra thị trường lắm. Ngoài hai cái món này ra còn một thứ nó liên đới tới toán nữa là toán rời rạc. Toán rời rạc là nó giúp cho bạn có được những cái tư duy, những cái logic trong cái việc lập trình để mà viết cái ứng dụng cho nó nhanh. Do đó là môn toán là rất là cần thiết đối với lại ngành công nghệ thông tin, và bạn học giỏi toán thì bạn mới có được, bạn may ra có cơ hội được bạn ngành này. Và phải nói thật sự luôn đó là ngành công nghệ thông tin đó là sân chơi rất là lý tưởng cho những cái bạn nào mà có đam mê về toán cũng như là giỏi toán. Còn về testing thì các bạn sẽ học cái gì? Software testing, SMA, đo lường và phân tích phần mềm. Mình đo lường coi thử cái phần mềm cái lỗi nó như thế nào, rồi có bao nhiêu dòng lệnh, rồi mình phân tích coi thử là trong đó có bao nhiêu cái lỗi, rồi vân vân vân. Và software measurement analysis nó còn liên đới đến cái mục này nữa, mình phân tích coi thử nó đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của khách hàng, rồi mình dựa trên những cái số liệu cụ thể để mình đo lường nó như thế nào ra sao. Rồi sau đó mình đem cái sản phẩm ra, hai cái món này thì khỏi bàn rồi. Tuy nhiên một thứ mình muốn nói ở đây là cái ngoại ngữ của bạn phải tốt, bởi vì là đa phần các cái phần mềm bây giờ là dùng English hết bạn nha. Ví dụ như Windows chẳng hạn, là một ví dụ điển hình. Nếu như tiếng Anh bạn tốt thì bạn có thể bạn đọc được những cái tài liệu nước ngoài nó dễ dàng. Và cái thường thường theo mình thì những cái tài liệu nước ngoài á, thì nó viết rất là bài bản hơn rất là nhiều so với những cái tài liệu ở trong nước, bởi vì là những cái chuyên gia kinh nghiệm về IT thường thường là ở nước ngoài hết, khẳng định luôn là một điều như vậy. Đấy. Vậy thì cái đầu vào để mà học cái ngành công nghệ thông tin thì bắt buộc bạn phải có hai món, đó là toán và ngoại ngữ. Đây, bắt buộc phải có hai cái món này nhá. Nếu như bạn cảm thấy bạn học không tốt hai môn này thì thôi, xin thưa bạn vui lòng ra chỗ khác. Nói thẳng là như thế. Tuy nhiên thì tuy nhiên thì mình cũng chả đặt nặng cái vấn đề English đâu. Tiếng Anh bạn trung bình, bạn có thể học được, và bạn có thể bạn trau dồi từng ngày từng ngày. Cái tiếng Anh bạn dốt thì cũng chả sao ấy. Bây giờ là kỷ nguyên số rồi, bạn có thể lên mạng bạn xem những cái video của bài giảng về tiếng Anh, hoặc là bạn coi những cái video bài giảng hoặc là những cái bài học của người nước ngoài họ soạn giảng, rồi bạn nghe dần 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 rồi bạn trau dồi được cái vốn tiếng Anh của mình, và bạn phải thật sự chịu khó bạn mới trau dồi tiếng Anh được. Cái đó là danh dự, bạn phải chịu khó bạn luyện tập tiếng Anh mỗi ngày, bạn đọc những bạn siêng đọc những cái tài liệu nước ngoài, rồi bạn tra từ điển, rồi bạn check note nó lại. Đó là cái phương pháp học tiếng Anh tốt nhất. Thì tiếng Anh bạn ở mức trung bình trở lên thì bạn có thể cho được, nhưng mà cái toán này bắt buộc bạn phải giỏi. Chứ nếu bạn không giỏi thì coi như bạn tư duy về thuật toán rồi nó không ổn. Và do đó bạn chỉ biết cái phần mềm nó ở mức gọi là nó tàng tàng thôi, chứ nó không có thực sự tối ưu hóa. Đấy. Do đó là hai cái món này rất là cần. Đó. Vậy thì tóm lại, bạn chỉ cần trau dồi môn tiếng Anh cho nhiều và cố gắng tư duy và học toán cho nó tốt để mà bạn vào học cái ngành này cho nó ok. Và những cái môn sẽ học trong công nghệ thông tin đó là lập trình, cấu trúc dữ liệu giải thuật, thiết kế thuật toán. Hai cái món này mình gộp lại là một. Rồi cơ sở dữ liệu, nãy mình quên nói cái món này.
Ví dụ như là bạn lưu thông tin của 1.000 học sinh, vậy thì cái nơi nào là cái nơi mà bạn lưu 1.000 học sinh? Phải có một cái nơi nào đó cụ thể, phải có một cái nơi nào đó cụ thể bạn mới lưu được, chứ không phải là bạn lưu trong cái bục nhớ tạm. Bạn lưu trong cái bục nhớ tạm thì ngày hôm nay bạn dùng, ngày hôm sau nó mất đi là chuyện bình thường. Do đó là cơ sở dữ liệu nó giúp bạn giải quyết cái bài toán trên. Bạn có thể bạn lưu cái dữ liệu nó lâu dài, nó không bao giờ nó bị mất đi. Đó là cơ sở dữ liệu. Thêm một cái món nữa là món toán rời rạc, mình gộp vào trong này luôn, mình gộp vào trong cái món này luôn. Đấy, ba cái món chính là ba cái món này, ba cái món chính là ba cái món, ba cái món này. Ngoài ra thì còn có cái món như là testing hoặc là đo lường hoặc là architect design. Architect design là những cái món này, gọi là những cái món lý thuyết, tuy nó là lý thuyết nhưng mà nó quan trọng lắm các bạn, đừng có bỏ qua món này. Để mình quay nói luôn là cái món requirement nữa. Đấy, là những cái món này là những cái món lý thuyết trong mảng ngành công nghệ thông tin. Và ngành công nghệ thông tin thì bạn học rất, bạn chia ra nhỏ như vậy là bởi vì là sau này bạn không phải là một anh đi code, mà là một anh kỹ sư phần mềm. Mà là kỹ sư phần mềm thì phải biết tất cả mọi cái khía cạnh trong phần mềm nó như thế nào, là làm sao. Đấy, bạn phải biết được tất tần tật mọi thứ trong cái ngành phần mềm của bạn và những thứ liên đới đến ngành phần mềm của bạn, thì mai ra bạn mới có khả năng bạn lên cao được. Vậy thì cái video của mình đến đây là hết, và chúc các bạn, đặc biệt là các bạn khối 12 học tập tốt và thi đạt cái kết quả cao. Và rất mong được nhận được cái sự ủng hộ của quý phụ huynh cũng như là các bạn xin, để cho cái kênh của mình nó được phát triển hơn.